ta phải sang bên kia sông Hậu đối diện với thị xã để tìm hiểu về đạo hội của cộng đồng người Chàm khoảng 12.000 người. Gốc của những người này ở miền Trung Việt Nam. Khi nước Diêm Thành suy vong, họ lang bạt sang Chân Lạp, ở dọc các dòng đất chạy dài sông Mekong. Cộng đồng này theo Hồi giáo chính thống, gần gũi với Hồi giáo Malaysia. Khi chúa Nguyễn Bành Trương ảnh hưởng đến Châu Đốc, người Chiêm vốn là những chiến binh giỏi, theo về được phiên chế thành những đạo quân Côn Mang bảo vệ Châu Đốc. Qua phà, rẽ trái là bước ngay vào thế giới Chăm dọc bờ sông. Thánh đường Mubarak thuộc xã Phú Hiệp, huyện Phú Tân, cách thị xã Châu Đốc 2 km và được xem là một thánh đường tiêu biểu của người Chăm ở An Giang. Thánh đường có lối kiến trúc nghệ thuật độc đáo, hàng năm có tổ chức 3 lần lễ lớn, lễ Haji vào ngày 10 tháng 12 hồi lịch, tức ngày 3 tháng 7 dương lịch. Lễ ra chay vào tháng 9 hồi lịch, tức ngày 27 tháng 4 dương lịch. Lễ sinh nhật Mahamed, người sáng lập đạo Hồi. Trong những dịp lễ lớn này, cả đồng bào Việt cùng đồng bào Chăm quanh vùng về đây hành lễ rất đông vui. Làng Chăm Nam Bộ giữ nhiều nét truyền thống. Nhà sàn, mà sàn rất cao, trang trí những hoa văn Ả Rập. Ngành dệt vải thêu mai thủ công rất phát triển, được tổ chức thành từng nhóm 10 đến 15 người có tính chất gia đình. Các cô gái trẻ này rất chăm chỉ làm việc, được phân công làm các công đoạn khác nhau. Họ tỉ mỉ từng đường kim mối chỉ và mỗi hoa văn họa tiết, tùy thuộc vào sự sáng tạo của các cô, không bắt buộc theo một mẫu mã nào. Giá trị thật sự là ở tính ngẫu hứng đó, khiến cho không có chiếc nào giống chiếc nào. Thiếu nữ Chăm rất hiền dịu và ít nói, sự sâu lắng chỉ ẩn hiện qua đáy mắt. Những bàn tay thuần thục, thoăn thoắt trên khung thêu, làm như phép màu, biến những sợi chỉ màu vô tri, nói lên được tâm tư tình cảm trên sớ vải trắng trinh nguyên. Giá trị đó, chỉ có những người phụ nữ sử dụng tấm khăn này mới cảm nhận được. Các sản phẩm này đã được bao tiêu để xuất sang Malaysia, một thị trường rộng lớn dành cho mặt hàng này. Rời Phú Tân, ta đến với một vùng sinh sống của người Chăm khác, chuyên dệt vải thổ cẩm ở Châu Phong. Nơi đây cũng có một thánh đường Hồi giáo. Thổ cẩm Chăm được dệt thủ công một cách công phu. Cô gái Chăm ngồi bên khung cửi rực rỡ sắc màu, trông đẹp làm sao. Có lẽ du khách sẽ sững sờ với cách dệt vải này. Nó độc đáo và ngồ ngộ, mà trong thời buổi công nghiệp phát triển này ít ai thấy. Với sự vận động của đôi tay và chân, một cỗ máy thật sự hoạt động, không cần motor hay điện đốm gì cả. Thế mới biết các ông hoàng bà chúa ngày xưa ăn mặc lộng lẫy đến giường nào. Vải thổ cẩm được chế biến thành nhiều vật dụng khác nhau, và du khách sẽ không bỏ qua việc chọn một vài món để làm quà.
Ở ấp Phủng Xoài có một hợp tác xã dệt thêu nổi tiếng khắp châu Giang. Nơi đây họ chuyên sản xuất các loại vải làm xà rông dành cho quý ông bà. Vải caro này may một cái xà rông mặt rất đẹp. Dìu lên thăng cầu tre cao đông đưa câu hồ đưa em sang bến thuyền chuyện xưa. Đến bến phà Châu Giang để tìm phương tiện ra thăm làng cá bè nổi tiếng ở châu đốc này. Đưa em...